Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Margin có chuyện để cho em cảnh giác nha các bạn. Tại vì hiện tại thì cũng có rất là nhiều họ đăng lên họ quảng cáo đấy các bạn, để nhận những công tác viên hoặc là like trên TikTok để mà kiếm tiền như thế nào đây thì các bạn. Đấy, Margin rất là sợ các bạn lầm vào cái việc đó. Tại vì Margin cũng làm video về kiếm tiền trên TikTok đấy. Margin sợ là mọi người ví dụ như nó kiếm tiền trên TikTok giống như Margin, và hoặc là gặp những mà cái trang mà họ kiếm tiền trên TikTok đấy là mình đi theo họ là mình sẽ bị mắc bẫy của họ. Cho nên là Margin rất là sợ các bạn mắc vào sai lầm đó. Hôm nay Margin nói rõ về cái vấn đề kiếm tiền trên TikTok nha các bạn. Đấy, thì kiếm tiền TikTok thì là thứ nhất là mình phải có nick TikTok Mỹ nha các bạn. Nếu mà mình không làm được thì mình có thể tìm hiểu trên YouTube để mà giống như tạo tài khoản nick TikTok Mỹ. Còn TikTok Việt Nam thì mình không kiếm được tiền. Ở Việt Nam thì mình có thể là bán hàng thì được, nếu mà mình làm về content. Content có nghĩa là mình phải livestream hay là mình cái nội dung của mình hay, giống như có khán giả họ xem nhiều thì mình có thể bán hàng đến đấy, rất là tốt đối với TikTok. Hiện tại thì rất là TikTok kiếm tiền bán hàng rất là tốt luôn nếu mình làm được cái content. Thứ nhất là mình làm về video, thứ hai là mình phát trực tiếp. Đấy, phát trực tiếp là mình bán hàng, mình có thể học, có thể tìm hiểu. Còn mà người ta đăng lên quảng cáo thì họ nói là nhận giống như công tác viên đi like rồi giống như thích rồi kiếm được một ngày 300-400 hay là như thế nào đấy, thì các bạn cần lưu ý nha các bạn. Đấy, mấy cái đó là mấy cái trò lừa đảo đó các bạn. Cho nên là mình rất là sợ các bạn mắc vào sai lầm đó. Đấy, tại vì mà Duyên làm video này là không muốn cũng không muốn cho anh em buồn lắm. Tại vì mà Duyên cũng đã lỡ lạ nhưng mà Duyên đã làm video kiếm tiền trên TikTok đấy. Kiếm tiền trên TikTok là kiếm tiền thật. Đấy, đó là kiếm tiền từ lượt xem, từ kênh TikTok của mình. Không phải là đi like, đi thích người ta rồi mình có tiền rồi người ta trả tiền cho mình. Cái đó là không có nha các bạn. Mà Duyên thì Duyên không có làm hướng dẫn về cái đó. Mà Duyên là Duyên chỉ làm về giống như nội dung hoặc là cái kiểu mà re-up. Đấy, re-up để mà kiếm tiền trên TikTok. Còn mà đi like, đi thích người ta là có tiền. Là cái đó thì là không, mà Duyên không có nói về cái vấn đề đó. Cái vấn đề đó. Tại vì mà Duyên sợ là các bạn nói là ở kiếm tiền trên TikTok như thế nào như thế kia. Cho nên là mình muốn kiếm được tiền trên TikTok á, thứ nhất là mình phải làm nick TikTok Mỹ để mà kiếm tiền từ lượt xem của mình. Nếu mà video của mình hay, nếu mà mình làm hay, mình edit hay thì người ta sẽ xem nhiều là mình sẽ có tiền. Đây, thường thường là ở Thái hoặc là ở Việt Nam 1 triệu lượt xem chỉ có được 5 đô nha các bạn. Đấy, 5 đô, 6 đô. Đấy, là kiếm tiền là như vậy, 1 triệu lượt xem nha các bạn. Đấy, tại vì mình làm cái TikTok thì lượt xem rất là cao luôn. Tại vì cái video của mình khoảng 15 đến 30 giây hoặc là 40 giây thôi, nó không có nhiều. Cho nên là cái tiền đó là giống như TikTok trả thưởng tiền công cho mình đấy, giống như cái nhà sáng tạo đấy. Đấy, mình có video hoặc mình đăng lên, nếu mà người ta xem nhiều thì hàng ngày TikTok họ sẽ trả tiền cho mình. Còn kiếm tiền trên TikTok, cái kênh của mình phải đạt được 10.000 người theo dõi và 100.000 lượt xem trong vòng 28 ngày nha các bạn, 30 ngày đấy. Kiếm tiền trên TikTok là như vậy đấy. Mà Duyên làm cái video này cho các bạn hiểu nhầm và các bạn lấm vào cái cảnh mà kiếm tiền như thế nào đấy như thế kia thì mà Duyên không biết. Đó là việc của tất cả các bạn. Đấy, còn mà Duyên muốn tin các bạn muốn tin thì đó là việc của các bạn. Đấy, nhưng mà Duyên thì lời khuyên chân thành thì nếu mà mình thấy mấy cái trang mà họ quảng cáo lên để mà tuyển công tác viên này nọ thì các bạn đừng có làm. Nếu muốn làm thì mình phải tìm hiểu sâu về cái vấn đề kiếm tiền trên TikTok. Mà Duyên đã nói rồi đấy, có hai mảng. Ví dụ như mình làm cái kênh TikTok Việt Nam đấy, là mình bán hàng, mình livestream ở trên đó là sẽ có kiếm được tiền từ mình bán hàng, hay là mình làm affiliate marketing đấy các bạn. Giống như mình lấy sản phẩm của người ta thôi, mình đăng lên trang của mình. Đấy, nếu mình cái
lượt đăng ký của mình là khoảng 1.000 người. 1.000 người là mình có thể là tham gia để mà mình đăng lên, mình có cái tìm sản phẩm của người ta đấy. Người ta muốn cho người ta bán nhờ đấy thì mình bán nhờ cho họ, mình kiếm lời. Nếu mà người ta mua được từ mà từ họ xem video của mình hay là mình phát trực tiếp đấy, mình có thể kiếm được tùy theo cái tiền mà họ trả hoa hồng cho mình, hoặc là 10.000 hay là 20.000, tùy theo cái đồ mà có giá trị đấy. Cho nên là Mao Duyên sẽ xin phép dừng clip ở đây, tại vì sợ anh em để mắc cái sai lầm đó. Và Mao Duyên cảm ơn các bạn đã xem video.